Phương Quỳnh kính chào quý khán thính giả của đài VNTV và chào mừng quý khán thính giả đã trở lại với bếp nhà của VNTV. Hôm nay Phương Quỳnh rất hân hạnh được đứng kế cô Bi. Hi Bi. Hi. Cô Bi là người sản xuất ra một cái loại nước chấm rất là ngon quý vị. Cho nên hôm nay cô Bi sẽ đến VNTV và hướng dẫn chúng ta những cái món ăn mà có thể ăn với nước chấm của cô. So I explained with the VNTV, you come in today with your special sauce. Yes. And there's a couple dishes that you're going to show us how to do so we can eat with the sauce. Yes. Okay. So I saw a lot of ingredients here on the table today. Mm-hmm. Can you explain a little bit what we're going to cook today? So today we're going to be making things that you could use with our sauce. So we have steak cooking right now because we can't cook, you know, all four steaks at once. So we're gonna do one at a time. And then I'm gonna start with papaya salad, and we're gonna be using my sauce to make the papaya salad. And then we have, this is kind of like Laos style ceviche, but we'll get into that when we start on that one. And then this is just boiled shrimp that you could dip with our sauce. So, cô Bi nói là hôm nay cô sẽ làm một số món để giới thiệu cho chúng ta cái cách mà ăn những cái món đó với cái sauce của cô. Thì cô ở đây là cô có thịt bò steak. Thì quý vị biết là cái thịt bò thì nấu nó hơi lâu cho nên là cô bỏ một miếng vô trước thì mình nấu từ từ. Ngoài ra thì cô có làm cái gỏi đu đủ của người Lào, cái người Lào. Rồi ở đây cô có một cái đĩa tôm sống là cô nói là ăn giống như là ceviche vậy đó. Rồi ở đây là cô có một đĩa tôm luộc để ăn với cái nước sauce của cô. So where are we gonna start? Okay, we're gonna start with papaya salad. So really, you don't really have to like put fish sauce. Like how we make it is we use fish sauce and other ingredients. But since I've made my sauce, you could just use this sauce and add shrimp paste and crab paste, and that's all you need. But I'll show you guys right now. Okay. So you just shake up the jar. So cô nói là thường là cái gỏi đu đủ của mình là mình bỏ thêm nước mắm rồi mình bỏ thêm gia vị đúng không ạ? Cái sauce của cô làm ở nhà nó đã có đầy đủ gia vị rồi. Thì cô bỏ ở đây giống như là một ít mắm tôm với lại một ít cái gạch cua này nè. Thì lần đầu cô mở cái chai này là chai mới nha quý vị. Thì cô lắc lên cho đều. So you're gonna shake it to make sure it's all mixed together. Yep, everything's mixed together. And then I'm gonna pour like maybe half a cup of this in here. Like that. Wow, it smells really good. I can smell the garlic and the chili. Thank you. Yeah, we use all fresh ingredients. So, like the day we make it, we de-stem all the peppers. We blend the garlic. We squeeze all the lime as well. Phương Quỳnh có nói với cô là khi mà cô mới mở cái chai này ra, quý vị ơi, rất là thơm luôn. Mùi tỏi ha, rồi mùi nước chanh với lại mùi ớt rất rất là thơm. Mà cô nói là cái chai này khi mà cô làm, mấy cái ngày mà cô làm là mọi cái thứ là đều làm tươi hết. Giống như là tỏi tươi, rồi ớt tươi, rồi chanh tươi. So this is crab paste and I'm gonna use like half a teaspoon of this. And okay, I'm just gonna put it. So cô nói cái này là crab paste, nó màu nó hơi đen đen như vậy nè. So this is like Laos Like Lao Thai. Yeah, you could buy it at any like Asian supermarket. They should have it. Yeah. Cái này nó gọi là gạch cua quý vị, mà cái màu nó thì nó hơi khác với cái gạch cua mà mình hay ăn bún riêu một tí xíu. And this is shrimp paste. I'm sure you guys know what this is. Yeah. I put about like maybe a tablespoon of shrimp paste. So the double amount of amount. Like it depends on how you like it. If you like it kind of like punchy, yeah, you could put more shrimp paste. But I recommend only putting a little bit of the crab paste because it has a really distinct flavor. Rồi cô bỏ cái này là giống như là mắm tôm của mình á. So when you're doing that, I'm gonna ask you, what is the reason that you start with your sauce and you come up that hey, I'm gonna do my own sauce? Well, it started out with my friend. We were at my, because I have a print shop as well. So we were at my print shop and I usually cook there like this, and I made my sauce and he was like, wow, it's really good. And it's a typical Lao sauce that we make. But he was like, we should bottle it. And I was like, okay, yeah, you know. So we did it and it was like kind of like a joke kind of, but we kind of like felt like we weren't gonna be as big as we are now. So when I posted it on Facebook, it went crazy. And then next thing you know, we like started making like little batches to like full blown, we're in like, you know, business, you know. So that's just a little backstory of how we started at MPB's Kitchen. Phương Quỳnh hỏi cô là cái lý do nào mà để cô làm ra cái sauce của cô. Thì cô nói là hồi xưa cô có một cái shop cô nấu ăn. Thì khi mà cô nấu ăn á, thì cô cũng làm mấy cái sauce này để nêm nếm gia vị đó. Thì một cái anh bạn của cô nói là cái sauce này ngon quá, tại sao là không
mở một cái tiệm của mình để chuyên bán về sót. Thì cô mới đầu là cô tưởng anh chỉ nói giỡn thôi, nhưng mà anh muốn mua thì cô làm từ từ cho ảnh, rồi cô không nghĩ là nó bự như nó phát triển như ngày hôm nay. Xong rồi sau đó cô post trên Facebook là nó phát triển rất là rộng lớn luôn. Okay, so I saw that you mixed the crackies. Yeah, I combined it all together, but I'm gonna take the steak out of this one real quick. Bây giờ là mình xong một miếng steak rồi đó quý vị. Yep. Mình bỏ cái miếng thứ nhì vô. Giống như hồi nãy mình nói là cái steak này thì nó cái thời gian nấu nó hơi lâu, cho nên là mình bỏ vô trước. Yeah, and then now you can add whatever you like. So I'm just gonna add some tomatoes. So how long did you start your sauce company? It's been 2 years. Oh wow. Yeah, so we started as like a really small company, then now we're pretty well known throughout like California. Yeah. But we also are in stores in like Portland, Oregon, Nevada, and Arizona as well. Oh wow. Yeah, so 2 years of business and I guess we're doing pretty good. Yeah, you are. Yeah. Cái món của chúng ta thì cô nói là bây giờ là sau khi mà cô đã trộn đều cái nước sauce của cô với lại gạch cua với lại mắm tôm thì quý vị có thể bỏ thêm những cái ingredient khác, thì bây giờ cô đang cắt cà chua bỏ vô. Rồi Phương Quỳnh hỏi là cô đã thành lập cái công ty nước chấm của cô được bao nhiêu năm, thì cô nói là 2 năm. Cô phát triển rộng rãi ở toàn California, ngoài ra cô có Oregon, tiểu bang Nevada với lại Arizona. So I at the beginning I told you your sauce smell really really good. Okay. What is the ingredient in the sauce? Well, our base ingredient is fish sauce. So it's a lot of people call it lao nuoc mam. So yeah, it's fish sauce, fresh garlic, fresh chilies, and sugar and lime, okay. Lime juice, fresh lime juice. Yeah, it smells super good. Yeah, a lot of people think we add water, but we don't add water to it's purely fish it's, sauce. It's all lime and fish sauce. Yeah. Phương Quỳnh có hỏi là cái những cái thành phần nào ở trong cái chai nước của cô, mà tại vì nó rất rất là thơm, khi mà quý vị mở cái chai ra thôi là nó đã rất là thơm rồi. Thì cô nói cái thành phần chính ở trong đó là nước mắm, là giống như là nước mắm pha của chúng ta vậy đó. Rồi ngoài ra là cô có tỏi tươi nè, ớt tươi nè, chanh với lại đường, là chỉ có như vậy thôi mà nước mắm của cô rất rất là thơm luôn. So now I'm gonna add some eggplant. So bây giờ là cô bỏ giống như cái cà pháo của chúng ta, quý vị, cái cà nhỏ nhỏ như vậy nè. And then you just mash everything together and it's done. All we have to do is add papaya now. Sau khi mà chúng ta cắt vô đây thì chúng ta dùng cái chày để chúng ta giã nó cho nó thật là hòa quyện với nhau. Rồi bây giờ là cô bắt đầu cô bỏ cái đu đủ vô, là chúng ta cũng bắt đầu dầm để cái đu đủ với cái nước mắm, mắm tôm với gạch cua có thể hòa quyện với nhau. Khi mà mình ăn đó thì nó sẽ mỗi một cái sợi đu đủ nó sẽ đủ mùi vị hơn. Wow, it smells really good. Yeah, with so the now, kick of the the shrimp paste. Yeah. My mouth is watering too. Yeah. Quý vị ơi, ở đây bây giờ rất là thơm luôn. Phương Quỳnh là không thể nào chờ được. Phương Quỳnh là chỉ muốn là cô làm xong nhanh để chúng ta có thể thử thôi. Để cái mùi mắm tôm với cái mùi nước mắm rất rất là thơm luôn. Yeah, so it's super easy to make. So you mentioned that you distribute in different in mostly all California. Yeah. So if people want to buy, how much per bottle then? The price? The stores sell it for about $5.99 to $6.99 a bottle. Okay. Yeah. So it's super cheap for what you get, like the amount of sauce you get. And we can find easily in most of the stores in San Diego as well. Yeah, most of the stores in San Diego carry it. Most Asian stores. We're in about most of them. We carry that. Can I name this? Yes. We carry that Sinli, Vien Dong, Tuan Fat, Min Hung. There's Oriental Food Market in Escondido. There's a lot of stores. So I can't name all of them on the top of my head. But that's wonderful. Yeah. Phương Quỳnh hỏi là cái chai này thường là giá bao nhiêu tiền, thì cô nói ngoài thị trường là giá là từ 5 đồng 99 đến cỡ 6 đồng 99 một chai. Rồi quý vị có thể mua rất là thuận tiện ở tất cả các chợ, là có chợ Thuận Phát, hoặc là cô nói có nhiều cái chợ khác Viễn Đông này nọ, là toàn San Diego là chúng ta có thể mua. Rồi hồi nãy cô có nói là còn một chợ ở Escondido nữa, cho nên quý vị nào mà ở khu nào thì mình có thể đến cái chợ châu Á của khu đó và dễ dàng tìm kiếm cái sauce này.
So okay. What is the name of the sauce, so in case that audience want to look for? Yeah, the name of our sauce is Mada Mada, which translates to come over and come eat in our language of Laos. It's a very really fun name, and you know, a lot of people have grown to know it. So yeah, so Mother Mada 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 Mada. Yeah, Mada Mada. So you're perfect. No, thank you. So cái sauce của cô tên là Mada Mada. So quý vị có thể đến kiếm, hoặc là quý vị nhìn cái chai này là quý vị có thể thấy rồi. Oh, so you done already? Yes. See how fast that was? Yeah. It was super fast. So all you needed to do was add shrimp paste and crab paste. So bây giờ cô đã xong cái món đầu tiên là cái món gỏi đu đủ. Cô nói rất là dễ, cô chỉ cần cái bỏ cái nước mắm của cô vô, với lại bỏ một ít mắm tôm với gạch cua, quý vị trộn chung với đu đủ, cà chua với lại cà pháo, rồi mình trưng bày lên là xong một đĩa. Less than 10 minutes, right? Yeah, it's so super easy. Yeah. And a lot of people always ask us like, oh, when are you guys going to come out with like a papaya salad sauce? But we're like, well, you technically don't really need that if you have our sauce, so you could have the dipping sauce and a papaya salad sauce. Yeah. You just need to get your shrimp paste and crab paste. And some people don't even use the shrimp paste and crab paste. This is just a Lao style that we do. So yeah, you could just mix that with papaya and it'll be done. So the sauce is technically universal. You can use for anything. Yes, with anything, yeah. Cô có nói là có một số người hỏi cô là khi nào mà cô ra cái sauce để làm cho cái gỏi đu đủ, thì cô nói là không cần ra cái sauce đó. Cái sauce của cô là ăn với tất cả các món gì cũng được. Quý vị bỏ thêm mắm tôm với gạch cua thôi, mà cô nói là có nhiều người cũng không cần bỏ thêm mắm tôm với gạch cua đâu, tại vì cái này là cái style của người Lào, còn không có là mình xài cái nước mắm này không cũng được. Okay, so what is the next one we're gonna do? Okay, the next one is gonna be our kind of like a Lao shrimp ceviche. So what I did was I soaked the lime with, soaked the shrimp with lime prior to coming cook, here. Yeah, to cooking. To cook it a little bit, so you don't want to have just like straight up raw shrimp. Yeah. But I'll soak it for like 30 minutes in the fridge, so it'll be nice and cold. Mm-hmm. And then what I do is I use this to smash up my ginger. Mm-hmm. But I did it already. So I have the smashed up ginger right here. And then what I'm gonna do is I'm gonna add our mada sauce. So cái món kế tiếp mình làm là cái món ceviche, thì Phương Quỳnh không biết là quý vị có một số quý vị là chắc không có familiar với cái ceviche. Là ceviche là một cái món của người Mẽ, là nhiều khi người ta không có cook cái tôm này, là người ta không nấu nha, người ta chỉ làm giống như là nó hơi còn sống sống mà người ta làm tái chanh đó quý vị. Là cô nói là cái tôm này là cô đã vắt chanh 30 phút trước khi mình nấu, cô bỏ vô tủ lạnh cho nó lạnh. Rồi ở đây cô có một chén gừng, gừng thì cô dùng cái chày với cái cối đó để cô giã gừng ra. Rồi bây giờ là cô trộn cái gừng của cô với nước mắm. So see, I combined it and I mixed it all together, so it should look like this. And then it's just super easy. So you just pour the sauce over. Pour it all over here. Wow, it smells so good with the ginger as well. Yep. And then I garnish it with some red cabbage. And then we have mint here. And then this is like a Vietnamese mint, kind of? Coriander, yeah. Yeah, coriander, yes. And then I put some on top of there. And then I'll put it back in the fridge for like another 10 to 15 minutes so it's cold. But then once you bring it back out, you could eat it with like beer. Like if you're having like some beer or wine, it's the perfect dish with it. So cái đĩa này là bây giờ là xong rồi ha quý vị ha. Cái đĩa này là cô hồi nãy cô mix cái nước mắm đó với gừng, rồi xong cô chỉ đổ lên cái tôm mà cô đã ngâm với lại chanh rồi. Thì ở đây là cô bỏ thêm một ít gọi là bắp cải tím, rồi cô bỏ thêm cái lá mint với lại cái lá rau răm đó quý vị, là cô bỏ lên chung. Rồi cô nói là thường là sau cái khi mà cái này mình xong rồi á, là mình bỏ vô tủ lạnh 10 phút cho nó hơi lạnh, rồi mình có thể đem ra mình ăn. Thì cái món này á, là cô nói là mình có thể ngồi giống như nhậu vậy đó, mình ăn uống bia hoặc là uống rượu ăn với cái món này cũng được. That's wonderful, and it's so easy to do too. It's super easy, and that only took like 5 minutes. Yeah. Cái món này là cho những người nào không biết nấu ăn là rất là dễ dàng. So no cooking required for this. No cooking required. If you want to boil shrimp and put it under there, you can as well. Yeah. But I just like it with just lime juice on top of there. Yeah. Yeah. Quý vị nào mà không biết nấu ăn thì cái món này là cái món rất là dễ dàng, đúng không ạ? Okay, so what is the next one we're gonna move on to? So the next one will be our, so what I did was I boiled shrimp prior to coming here. Yeah. And
we just flash broiled it. So we broiled it and then we took it out and put it in some ice water. And then that's what we have right here. And then what you can do with that is just, you could just dip it in and eat it like that. Just like a snack. Super easy, yeah, like a snack. And it's just super good with, like, I get a lot of people that tell me, like, oh my God, I love to eat your sauce with just boiled shrimp. So that's why we have the boiled shrimp here. So like one of your clients told you that, yeah, how they eat a it. A lot of people like to eat it like that. And I've eaten it with like crab legs. Like, it's just so good with anything, yeah. Cô nói cái món, một cái món nữa rất là dễ dàng ha. Mình mua những cái con tôm như vậy xong rồi mình luộc. Sau khi mà cô luộc có thì cô lấy ra, cô vớt ra xong cô bỏ vô nước lạnh đó quý vị. Thì khi mà mình bỏ vô nước lạnh thì sẽ làm cái con tôm nó có cái độ dai với cái độ giòn hơn. Xong rồi là mình chỉ cần chấm với cái nước mắm của cô thôi. Mà cô nói là rất là nhiều khách của cô nói cho cô biết là họ ăn như vậy, cho nên cô mới làm. Hoặc là quý vị không có tôm, mình ăn với lại càng cua cũng được, là mình chỉ cần chấm vô nước mắm thôi. So this is another easy dish. It's gonna take about 5 minutes, 10 minutes to boil the shrimp, like, and that will be it. Yeah, if you're just like tired from work, like you just boil some shrimp up and eat it like that. My uncle eats it every night. Oh wow. Yeah, like that. Yeah, so it's a sauce you won't get sick of. Yeah. Cô nói là rất là dễ, quý vị nào mà đi làm về mệt không có thời gian là cái món này là cái món rất là dễ làm đúng không ạ? So what is the next one? The next one will be our steak. Okay. Yeah. So I just marinated the steak with just salt and pepper. Basically, you don't need a lot because our sauce is so flavorful already. So I've marinated some and we're cooking some right now, and all you have to do is just slice it up and just dip it in there, and it's just perfect with the nukmam sauce. Okay. I'm going to move the cooking plate there for you so you can start slicing it and then show it to us. Yeah. Let me help you. There we go. Can you take that? Mm-hmm. So we have our steak, and I like my steak medium rare, kind of on the rare side. So this should be cooked to perfection. Wow. Cô nói cái steak này cũng rất là dễ ha. Tại vì cái steak này á, là cái sauce của cô đã nói cái mùi vị nó rất là nhiều rồi. Cho nên cái steak này cô chỉ cần ướp sơ qua với lại muối với tiêu. Khi mà mình chiên như vậy á, thì nó sẽ có cái độ mặn mặn chứ nó không có quá mặn. Rồi sau đó là cô thường là cô nói là cô thích ăn nó hơi medium rare, là nó vẫn còn hơi hồng hồng. Rồi sau khi mà mình chiên xong á, là cô bắt đầu cô cắt ra. Rồi chỉ cần chấm với cái nước mắm của cô là có thể ăn được rồi quý vị ơi. Nice medium rare steak, and then we just dip it. With we can take this sauce right here, yep, and just dip it in here. So within less than 30 minutes, you can cook a lot of flavorful, wonderful, yummy food. Yeah, you can. So, quý vị ơi, mình như vậy thôi, hơn 30 phút hoặc là 30 phút một tí xíu là mình có thể có những món ăn, là mình có appetizer ha, mình có giống như là cái món khai vị, rồi mình có giống như những cái ăn snack, rồi mình ăn steak nữa, là coi như là một cái bữa ăn của mình cũng đã hoàn chỉnh rồi. So thank you so much for coming in and share with us your sauce today and show us how to do some quick simple dish that we can eat with your sauce. No problem. Thank you for having me. Yeah. It was a pleasure. Một lần nữa là quý vị muốn mua những cái chai này là quý vị có thể mua tại tất cả những chợ châu Á, và đặc biệt là Thuận Phát cũng có ha. Yeah. Phương Quỳnh cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.